sông quê nghèo dưỡng lụy trần ai bê dâu ngang trái ai gieo sâu bến mộng tương tư đắng lòng má hồng thiên thu hắc hiu bên dòng thương trộm nhớ quen hơi mềm môi đắm ân tình bước lỡ đời nhau người sao quá phù phàng vết đồ phân ly từ khi sống tình bồi thề nghe trầm tha mắt lệ đắng cay khôi sầu muộn ngang chân bề thiên tình neo bên nào giấc loan buồn phiền người ơi ước hẹn gặp anh đã quyết định rồi. Anh không thể để em nhốt mình trong mối quan hệ đó nữa. Anh sẽ... Nghe anh đi. Anh Toàn à, có lẽ anh đã uống say rồi đó. Anh đi về nhà đi. Đúng là anh có uống rượu, nhưng mà anh không say. Không phải anh mượn rượu để làm bậy đâu. Hiền à, anh thương yêu em thiệt lòng. Anh không thể nào chịu nổi khi thấy em chịu thiệt thòi như vậy. Em không có đủ can đảm để bước ra khỏi ngôi nhà đó. Anh sẽ giúp em. Anh sẽ cưỡng đoạt em. Kết thân với anh rồi thì em sẽ không ràng buộc với thằng Ân phản bội nữa. Anh Toàn, anh Toàn, anh Toàn. Nghe anh đi. Tôi biết tôi không chống cự nổi anh, nhưng anh có thể chiếm đoạt thân xác tôi trong chốc lát chứ không có được gì đâu. Tôi sẽ không vì chuyện này mà dành tình cảm cho anh, nhưng trái lại anh sẽ trở thành kẻ thù của tôi đó. Tôi cũng muốn, tôi thương một người mà người đó thương tôi lắm, nhưng mà không biết làm sao khi tôi không điều khiển được tình cảm của mình. Anh Toàn đừng để tâm tới tôi nữa. Vậy nha. Con à. Dạ. Con còn mệt, vô nằm nghỉ đi, để đó má làm cho. Dạ không sao đâu má. Con để má con làm giặt cho. Sắp xong rồi má. Má để con. Hiền, Hiền, con sao vậy? Trời ơi con, con để đó đi. Tự nhiên con thấy xây sầm chóng mặt quá. Thôi, để đó cho má. Đi đi, vô trong nằm nghỉ đi con. Chị ơi, nghe này có phải thằng Ân trong đó không? Ờ, anh muốn gặp anh Ân hả? Có nó không? Ờ, anh ơi. Ai vậy em?
Bạn anh hả? Mời anh xuống ngay uống nước nha. Không cần đâu em, đến lên bờ nói chuyện với anh. Tại sao ông làm vậy? Trời ơi, anh Hưng. Khốn nạn, tại sao ông đối xử với Hiền như vậy? Tại sao bỏ Hiền? Mày trả lời đi. Tôi biết tôi có tội, nhưng thực chất tôi không yêu Hiền. Mày là thằng em. Nếu như không yêu Hiền thì ngay từ đầu mày dứt khoát đi. Tại sao tới ngày cưới mày bỏ đi? Đúng là hèn hả? Mày không đáng sống trên đời này. Mày chết đi. Thôi mà mày, thôi mà mày, tôi xin anh mà. Tôi gian xin anh mà. Tôi lại anh tha cho anh đi. Tôi lại anh. Anh đừng đánh, đừng đánh chồng tôi. Anh ơi. Hiền à, con đừng có giấu má. Má biết hôm rồi á, con đi tới chỗ thằng Ân, đúng không con? Con đi làm chi cho khổ vậy Hiền? Con xin lỗi má, vì con không muốn má lo nên con không nói. Con muốn biết anh sinh sống ra làm sao để con được yên tâm thôi má. Sao con phải lo cho nó chứ? Dạ, anh Ân là chồng của con mà má. Làm sao con không lo cho ảnh được? Với lại con có may cho ảnh mấy cái áo. Bữa đi ảnh gấp rút quá, con không kịp đưa cho ảnh mang theo. Con còn lo tới quần áo cho nó nữa sao? Chi mà cho khổ thân vậy con? Ảnh đối với con ra sao là quyền của ảnh. Còn con, ngày nào con còn ở trong nhà này, con phải giữ tròn đạo làm vợ má. Má, má đừng khóc mà. Con thấy ảnh sống đầm ấm và hạnh phúc lắm. Con cũng mừng. Con ảnh chào đời rồi má. Hình như là con trai. Mai mốt chắc ảnh đưa thằng bé về thăm má. Không đời nào má chấp nhận hết. Má là người không nói hai lời. Ngày nào má còn sống, má sẽ không cho phép thằng Ân đưa người đàn bà nó về đây. Má, dù sao thì đứa bé cũng là cháu nội của má. Má không thể không nhìn nhận. Con tính xin phép má cho con về bên nhà. Má nói không nhận là không nhận. Nếu con nhất quyết đòi về bên nhà, má sẽ đi theo con. Không làm má chồng con được thì má làm má ruột của con. Đi, hai má con mình vô dọn đồ má. Đi. Ông có giỏi, tại sao không đánh lại tôi? Ông đánh tôi như vậy là đúng. Tôi thấy mình đáng bị đánh nhiều hơn nữa. Thực sự tôi thấy mình có tội với Hiền nhiều lắm. Lâu nay cũng nhiều lần tôi muốn tự đánh bản thân mình. Tôi hận bản thân mình lắm. Ông đánh tôi là đáng lắm. Tôi sẵn sàng để ông đánh nhiều hơn nữa. Tôi là một thằng tồi tệ, một thằng hèn nhát. Tôi biết là ông thương Hiền. Tôi rất biết ơn nếu như ông chăm sóc cho Hiền. Tôi đâu cần ông biết ơn tôi. Tôi chỉ cần sống với Hiền, được chăm lo cho cổ. Thậm chí chỉ là trở thành người chia sẻ nỗi buồn với cổ. Nhưng tôi cũng không có quyền làm điều đó.
Con đã dành hết tình cảm cho ông rồi, còn có chỗ nào cho tôi đâu. Em lo lắng quá vậy. Thôi nha, mai mốt để em làm đó. Còn anh á thì phải giữ con, để em nấu cơm. Trời ơi, trên đời như thế ai lại để chồng ổng con, vợ làm việc nhà bao giờ đâu em. Diệp ơi. Dạ. Ủa, anh Toàn, sao anh lại tới giờ này? Thôi anh vô ngồi đi. Sao vậy anh Toàn? Anh đã hết hy vọng rồi em à. Có chuyện gì anh cứ nói em nghe đi. Mặc dù biết rõ thằng Ân phản bội, nhưng mà Hiền vẫn một lòng yêu thương Ân, một mực chờ đợi Ân và từ chối tình cảm của anh. Anh phải làm sao? Anh phải làm sao đây? Nếu như em biết cách thì em đã không đau khổ từ lâu nay rồi. Cứ mỗi lần em nhìn thấy anh dì Hiền mà khổ sở, lòng em cũng đau lắm. Anh có biết không? Điều, em nói vậy là sao? Anh Toàn, anh Toàn, tại sao anh cứ chạy theo Hiền mà anh quên mất cái người bên cạnh của anh? Anh có biết là em thương anh nhiều lắm không? Đúng, em đã thương anh từ lâu lắm, nhưng chưa bao giờ anh cho em một chút hy vọng nào cả. Em cũng giống như anh, đã bao lần em cố quên đi nhưng em không làm được. Bây giờ anh hỏi em làm cách nào, em biết phải trả lời anh làm sao đi hả anh Toàn? Anh xin lỗi. Anh Toàn, anh Toàn, anh Toàn, anh hãy thử đón nhận em một lần được không? Em thì có thua kém gì Hiền đâu. Anh đang thèm rượu, anh muốn uống rượu. Thôi được rồi, tối nay em cũng muốn uống. Em uống với anh.
Toàn. Tôi thấy mình đáng bị đánh nhiều hơn nữa. Lâu nay tôi cũng nhiều lần muốn tự đánh bản thân mình. Tôi hận bản thân mình lắm. Ông đánh tôi là đáng lắm. Tôi sẵn sàng để ông đánh nhiều hơn nữa. Tôi là một thằng tồi tệ, một thằng hèn nhát. Chưa ngủ hả? Em chưa ngủ được. Anh xin lỗi em vì đã để cho em chứng kiến cảnh hồi chiều. Mình ra ngoài nói chuyện đi, để con ngủ. Đúng là cuộc đời. Cuộc đời cũng chỉ là cuộc đời. Chỉ có con người, chính con người làm cho nó phức tạp lên thôi. Đúng, chính con người làm cho cuộc đời trở nên phiền phức. Gia mà người mình yêu cũng yêu mình thì đơn giản biết bao nhiêu. Vậy thì mình làm cho cuộc đời đơn giản hơn đi anh. Bằng cách nào? Em và anh mình yêu nhau đi anh, mọi thứ sẽ đơn giản hơn thôi mà. Nghe không có lý. Anh đi về. Anh Toàn, bây giờ mà anh đi về thì nhất định anh sẽ bị trúng gió đó. Đi anh, ở lại đi. Nhưng mà anh cũng quay về. Không lẽ ở đây uống với em để sáng? Thì cũng có sao đâu. Anh không thể coi em như hiện được sao anh Toàn. Vô cùng hạnh phúc khi có anh ở bên cạnh. Anh cũng vậy. Má con em chính là hạnh phúc của cuộc đời anh. Nhưng sống với má con em, hạnh phúc của anh sẽ không được trọn vẹn. Anh biết là em muốn nói gì. Em à, em phải tin anh. Mình sẽ vượt qua được thử thách này. Về đi anh. Về với chị Hiền, với má. Trước kia anh đã không thể xa em. Bây giờ có thêm con của chúng ta, anh làm sao mà rời xa má con em được. Em đừng nói với anh chuyện đó nữa. Anh không có làm được đâu. Nhưng nếu cả đời này chị Hiền vẫn cứ yêu thương anh như vậy,
Cả đời này mà anh cũng không chấp nhận em thì phải làm sao hả anh? Nếu vậy thì anh sẽ cam mang tội bất hiếu, chứ không thể nào đời xa má con em được. Em với con là sự sống của anh, là hơi thở của anh. Xa má con em rồi, anh làm sao mà sống được đây? Anh xin lỗi. Sao lại xin lỗi? Hai người yêu thương nhau, tự nguyện đến với nhau, anh có lỗi gì mà xin lỗi chứ? Nhưng mà em cũng biết trong lòng anh. Không phải tối qua mình đã quyết định làm cho cuộc đời này bớt phức tạp sao anh? Em biết ngay lúc này anh chưa hề rũ bỏ sạch hình bóng của Hiền, nhưng không sao, em đủ kiên nhẫn chờ anh mà. Anh cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho em cái hạnh phúc tuyệt vời mà bấy lâu nay em hằng mong ước. Thôi, em phải mở cửa quán rồi, có gì mình gặp nói chuyện sau nha anh ha. Anh về. Hai mươi năm cho một cuộc trở lại. Nếu như cô trở thành bà Tư, cô sẽ trả thù được tên hung thủ đã sát hại gia đình, mang theo nỗi oán hận không nguôi về dùng ký ức tuổi thơ đầy sóng gió. Để rồi một kế hoạch trả thù thâm độc bắt đầu nhen nhóm. Mình sẽ từng bước thâu tóm hết tài sản và sẽ khiến cho gia đình ông ta không một ngày được bình yên. Sau nụ cười đắc ý là những giọt nước mắt đắng cay. Đàn bà khôn á thì phải biết dùng thủ đoạn. Khi cám dỗ ái tình trở thành công cụ cho những tính toán tranh đoạt, liệu mấy ai vượt qua được ải mỹ nhân hấp dẫn kịch tính với câu chuyện tình đời ngang trái cùng những hệ lụy đớn đau của lòng tham và thù hận? Phim truyện Việt Nam Ải Mỹ Nhân do Đài Truyền hình Vĩnh Long sản xuất, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1.